Xin chào tất cả các anh em nha. Video này cập nhật dự án Mobot, dự án của NFT các bạn. Để thì các bạn cần link mô tả dưới video của mình, copy cái link sàn Mobot trước kia, cái link quét Mobot trước kia các bạn đã từng tham gia nha tất cả các bạn. Phan để mình tìm các bạn. Rồi các bạn chỉ việc là đã dán vào trình duyệt ký trúc wallet cho mạng BNC Smart Chain lại các bạn. Đây thì mình cập nhật lại dự án này để mình claim con token có biên hiệu là Mobot token đã list sàn BankGK Swap các bạn, giá khá là cao các bạn, khoảng 0.9 gần 1 đô cho một token các bạn. Rồi các bạn bấm vào một login này các bạn. Sau khi các bạn login vào, các bạn chưa có tài khoản, các bạn bấm vào register now lên các bạn. Đầu tiên thì các bạn điền lại thông tin dự án cũ các bạn. Enter username thì các bạn điền họ và tên của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục thì trước kia các bạn đang khai báo trên email nào thì các bạn điền lại email đó các bạn. Rồi các bạn bấm vào verify code các bạn. Còn verify code này thì mình để dưới phần link mô tả, các bạn copy các bạn điền vào nữa các bạn. Rồi sau khi các bạn bấm vào verify mail thì Mobot sẽ gửi về cho các bạn một cái email để các bạn verify các bạn. Rồi các bạn copy cái mã code này giúp mình các bạn. Mã code vậy chưa được 30 giây nữa các bạn, rất là nhanh luôn các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn mở trình duyệt chip wallet mình gửi, các bạn bắt mã code vô đây các bạn. Bạn dán vào. Rồi tiếp tục các bạn tích vào chấp nhận điều khoản các bạn, rồi bạn bấm next các bạn. Sau khi bấm next các bạn lưu ý các bạn tạo mật khẩu từ 8 đến 20 ký tự các bạn. Mật khẩu này sau này để rút tiền nữa nha các bạn. Các bạn lưu ý nha các bạn. Rồi sau khi các bạn nhập mật khẩu và xác nhận mật khẩu, các bạn bấm next nha các bạn. Reset verify mail. Rồi các bạn bấm vào reset lấy mail bạn nhập complex nha các bạn. Rồi sau khi nó ra một cái giao diện như thế này nữa các bạn. Các bạn nhắm vào một avatar mình wallet các bạn, mình đã có nhận được. Đây thì một cái địa chỉ ví thôi các bạn. Ở tập càng mình nhận là tập càng Mobot nè các bạn, có địa bút ship bút gạo nè, TH bin bi chết bà sẽ bấm lock out chi ta. Sorry anh em, mình đã bấm nhầm lộn nút lock out các bạn. Thì các bạn bấm nhấp vào lộn chân cái nhân đầu người của mình nè các bạn. Rồi đây thì các bạn VDP mail, pin Mobi thì số điện thoại này chắc nó chưa gửi về đâu các bạn. Rồi bạn bấm vào pin Momo farm address này bạn. Các bạn connect ví các bạn. Rồi các bạn dùng địa chỉ ví nào thì các bạn ví đó các bạn. Mình thì chút wallet, mình bấm vào chớp wallet nha các bạn. Đồng ý. Coi connect ví. Ok, như vậy là mình đã connect được ví nè các bạn. Rồi bên này thì nhập số điện thoại mình vào các bạn. Đây 84 thì các bạn chọn là 84 các bạn. Các bạn nhớ xem hết cái video này nha các bạn. Rồi các bạn chọn 84 các bạn bỏ không đồng các bạn. Nhập số điện thoại của mình vào 32993157. Rồi các bạn bấm vào verify code, các bạn chờ 30 giây nha các bạn. Rồi các bạn, một số điện thoại này nếu mà nó không gửi về thì các bạn bỏ qua mục này các bạn. Ở dưới phần dưới cùng thì có ba mục, là mục complex account là cái tài khoản của mình, chiêu command và reset invite thì đây là mã giới thiệu mình. Còn bấm vào chiêu command một cái giữa nha các bạn. Đây mình claim mà. Rồi các bạn bấm vào mục claim account. View account. Claim này chưa được thôi. Bấm view human thôi. Đây thì nữa mình claim được những cái token này nè các bạn. Nè các bạn, mình đã verify mail xong thì các bạn bấm vào một claim nha các bạn. Sau này token nó sẽ trả nó, mình claim subscribe thành công. Sau này token nó sẽ trả dí các bạn. Các bạn mở được 1 đến 3 người bạn thì các bạn sẽ được claim các bạn. Tiếp tục thì mình đã kết nối với mình claim cái nữa các bạn. 0.100 Momo pin thì những nhiệm vụ này hơi khó các bạn ơi.
Các bạn được claim được nhiệm vụ nào thì các bạn claim nha các bạn. Qua click account mình đã còn cái này pin Momo farm, còn này dạng farm các bạn, farm token các bạn. Để mình cứ nói với chocolate cái nữa coi. Thất bại kỹ ta. Thông báo đăng nhập đồng ý, bỏ đi. Rồi mục đó bỏ đi bạn, các bạn chỉ làm 2 ba mục đó được, mục nào được cũng được bạn. Rồi một vị sơn file này thì các bạn bấm vào để em coi gì. Ok, trước tiên thì mình hướng dẫn các bạn nhận hai tip này đi các bạn. Rồi video có gì mình cập nhật thông báo dự án này tiếp theo cho các bạn. Vì mình cũng mới vừa tìm hiểu nên mình vừa làm mà vừa hướng dẫn các bạn luôn các bạn, để mình tìm hiểu thêm các bạn. Ok, vậy mình cũng cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video của mình và mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.